ly hôn thì sau ly hôn ai cũng buồn, ai cũng tổn thương hết. Mẹ anh cũng trách là không biết giữ cái gia đình đó, thì anh cũng chỉ nghe thôi. Hai cái suy nghĩ nó không có thống nhất, hai cái nhận thức nó không có đi chung một hướng, thành ra phải đành vậy thôi, đau lòng thôi. Mà mình rơi vào cái trạng thái phải suy nghĩ nhiều, phải trầm cảm, phải lo lắng nhiều là cái chuyện anh phải trải qua, mà đó đúng là một cái trải nghiệm đầu tiên trong cuộc đời của mình. Đầu tiên mình cảm thấy cái khoảng thời gian đó mà sao nó khó khăn như vậy. Trung có nói là có ba mẹ ở đây mà anh em mình vô đây sắn vô nói chuyện đúng với rồi. Trung có mình không? Mà mình hơi ồn nữa, anh ồn á. Anh ồn á. Mẹ đang tâm sự. À, vô. Anh không mấy giờ anh vô anh mời ba mẹ. Ok, chơi. Nên mời ba mẹ. Tụi em chào với... Dạ. Vô. Ồn hàng quá. Nani? Dạ, con chào cô. Dạ, con chào cô chú. Dạ. Con mời dạ, cô chú ở đây ngồi nè. Rồi nhà của cô chú mà con mời quá. Dạ. Rồi cô có... Con nghe anh Trung nói là mấy lần trước cô qua là cô chê dữ lắm. Bây giờ cô chê chỗ nào cô nói con nghe. Không, mới đầu chê ở dơ xong bây giờ sạch rồi. Là giờ hết chê. Rồi cũng biết nấu. Chú lâu quá rồi con mới gặp chú nghe. Đó là 7-8 năm mà. Dạ, xin giới thiệu với cả nhà. Chú là một người nhạc sĩ nổi tiếng và đồng thời cũng là một nhạc sĩ mà cho thuê không, âm nhạc đúng không? Dạ, hiếu văn nghệ, một nhạc công nổi tiếng nữa. Đó. Không, làm gì quá vậy. Dạ. Tức là chú chỉ là một công ty cho thuê thiết bị âm thanh ánh sáng. Đó. Chú có thể kể sơ sơ những chương trình mà hoành tráng, chương trình mà lớn từ trước giờ chú làm chú. Những cái lớn ví dụ chú làm như là Festival Huế. Đó, dữ chưa? Hoặc là Hội Hoa Đà Lạt. Hoặc là những cái chương trình lễ hội, hoặc là những cái tổ chức sự kiện. Chú ngày xưa là anh Trung có đi làm phụ chú không chú? Có, Trung có làm nhưng mà làm khâu nào làm... chú? Bưng bê rồi. Bưng bê có, Trung bưng bê, Trung cắm dây điện, lái xe tải. Lái xe tải. Thôi giỏi vậy. Lái xe tải, tháo xe khẩu. Thức đêm thức hôm. Lúc đó là bao nhiêu tuổi Trung? Vậy lúc đó em đang học đại học. Lúc đó là trước khi em viết nhạc, trong thời gian em viết nhạc mà trước khi em viết nhạc luôn là em đã đi theo ba. Là cái việc đầu tiên em làm là đứng rọi polo. Thì em nhớ những cái sân khấu đầu tiên em rọi polo là sân khấu Định Gió Hú mà Định Gió là ở Ban Hai. Anh Đàm Vĩnh Hưng, anh Lam Trường, anh Minh Thuận, Nhật Hào là tối nào cũng đứng rọi đó, là một tối được 20.000. Sao lưu gì mà tóc dài. Lúc đó là nhà mình là chỉ cho thuê thiết bị ánh sáng với âm thanh rồi thôi. Dạ. À, về ví dụ như piano, nhạc cụ thì có không chú? Dạ, hồi đó là cũng có bán nhạc cụ, là mẹ bán. Lúc đó là cô bán đàn organ á. Dạ. Thì kêu ổng ra đờn để cho khách người ta mua. Mà đờn bài Buồn Hiu mà nước mắt hai hàng luôn. Ủa? Không thích. Tức là không thích. Hồi nhỏ em không có thích. Lúc đó là em chỉ học mấy tháng. Cái xong rồi mẹ kêu đàn cho khách để khách mua. Cái ra đứng khóc. Cái khách lại thấy tưởng thằng này đàn cái bài cảm động quá, cái khách mua luôn. Bây giờ vậy nè, con có rất nhiều điều muốn hỏi riêng chú với cô về bạn nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung này. Chứ đây hỏi thẳng mặt ảnh, bên này ngại bên kia ngùng, thế là không có hỏi được. Đó. Em cũng có nhiều điều muốn hỏi lén anh Trung về anh. Cho nên anh đi. Có nghĩa là em muốn hỏi Trung về cái năng khiếu đúng của anh. Rồi. Yên tâm đi, anh sắp ra album rồi đó nha. Ngủ tới sáng luôn. Dạ, con chào cô. Dạ, con chào cô chú. Dạ, con mời cô ngồi. Cô chú ở đây ngồi nè. Rồi, nhà của cô chú mà con mời quá. Dạ. Rồi, cô có cái khẩu trang, cô có cái khẩu trang. Rồi. Dạ. Không, cô ngồi xuống đây nè. Dạ. Đó. Cho nó gần hả? Dạ. Đó. Ủa cô, hôm nay cô mặc bộ đồ đẹp quá cô. Đâu có, cô tính đi chùa. Dạ. Đi chùa. Dạ. Cô tính đi chùa, trước khi đi chùa cô tạt qua tham gia cái này. Tại vì là coi như cuối tuần á là hay qua nhà con trai, nhưng mà cô đã nói trước là cô không có đụng vô bếp núc gì hết á. Dạ. Hôm nay là phải là chăm sóc cho cô chứ. Dạ, qua đây để ngắm nhìn coi như là nhìn từ trên cao nhìn xuống rồi vô để tận hưởng đó không cô?
chứ không có nấu nướng nha. Bình thường con nghe anh Trung nói là mấy lần trước cô qua là cô chê vậy lắm, bây giờ cô chê chỗ nào cô nói không nghe. Mới đầu chê ở dơ xong bây giờ sạch rồi. Là giờ hết chê. Biết nấu. Yeah. Nhưng mà trong cái nhà này là cô thích cái chỗ nào nhất? biết sao thích ngoài đường không? Tại nhà người ta ở ngoài kia cũng ồn ào dữ lắm đó, nhà mặt tiền mà, cho nên là cũng quá thích ngoài đường dữ lắm đó, đúng không cô? Nghe nó rộn ràng biết quen phải không cô? Còn lên đây nghe nó im im ắng quá, đúng không cô? Không, cô thích im ắng rồi. Thích im ắng. Dạ. Chú lâu quá rồi con mới gặp chú nha. Anh nói là 7-8 năm mà. Dạ. Mình phải giới thiệu chú cho mọi người biết nè, đây là một tài năng đó. Xin giới thiệu với cả nhà mà đặc biệt là thế hệ của Quốc Thuận trở lên và ba mẹ, cỡ tuổi ba mẹ của Quốc Thuận là cũng đều rất là rành về chú. Chú là một người nhạc sĩ nổi tiếng và đồng thời cũng là một nhạc sĩ mà cho thuê âm nhạc, đúng không? À, Hiếu Văn Nghệ, một nhạc công nổi tiếng nữa. Đó. Làm gì quá vậy? Dạ. Tức là chú chỉ là một mọi người có thấy là Lan là một người rất là hạnh phúc không? Bởi vì đâu phải ai cũng được ngồi nghe nhạc sĩ trình bày một cái ca khúc như thế này đâu, đúng không? Bài này bài gì vậy anh? Anh không biết nữa, anh tùy hứng. Lúc nào hứng anh đàn theo cái cảm xúc lúc đó thôi. Vậy hả? Anh là một người rất là cảm xúc. Em nghĩ là mọi người, nhất là những bạn fan của anh sẽ rất là tò mò và rất là muốn biết về cái cuộc sống hiện tại. Mà đặc biệt là sau khi anh ly hôn, em biết là trong cái khoảng thời gian đó thì anh rất là khó khăn về cái việc mà mình phải sắp xếp lại cái cuộc sống của mình. Thật ra là ly hôn thì sau ly hôn ai cũng buồn, ai cũng tổn thương hết. Anh cũng vậy, vợ cũ cũng vậy, con cũng vậy. Cho nên cái việc mà mình rơi vào cái trạng thái phải suy nghĩ nhiều, phải trầm cảm, phải lo lắng nhiều là cái chuyện anh phải trải qua. Mà đó đúng là cái trải nghiệm đầu tiên trong cuộc đời của mình. Đầu tiên mình cảm thấy cái khoảng thời gian đó mà sao nó khó khăn như vậy. Hồi trước giờ anh chưa bao giờ anh bị mất ngủ. Anh nằm xuống là anh ngủ. Ở đâu ồn anh cũng ngủ được. Nhưng mà trong cái thời gian đó anh không hiểu sao mà mình nằm xuống, mình nhắm mắt, mình rất mệt, nhưng mà mình không thể ngủ được. Cái đầu mình nó cứ quay mà mình không muốn suy nghĩ mà nó vẫn cứ suy nghĩ. Mà không hiểu nó suy nghĩ cái gì và tại sao nó lại phải trong một cái mớ bồng bồng như vậy. Anh về nhà mẹ trước, anh về nhà mẹ cái anh ở trong phòng, anh bắt đầu anh sắp xếp lại tất cả những cái gì, như là tạo một cái thói quen mới cho mình, một cái cuộc sống mới cho mình. Mình phải làm cái gì trước để mà mình vượt qua được cái này. Rồi lúc đó mẹ anh cũng chưa biết gì nhiều. Mẹ anh cũng trách là không biết giữ cái gia đình đó, thì anh cũng chỉ nghe thôi. Nhưng mà sau đó khi mà bắt đầu anh tìm ra được cái hướng giải quyết rồi, là khoảng 2-3 tháng sau, thì lúc đó anh mới chia sẻ với mẹ, mẹ mới biết được hết. Thì lúc đó là lúc mẹ buồn. Mẹ buồn và mẹ bệnh, mẹ phải nhập viện suốt cả một tháng. Thì trong suốt tháng đó, tối nào anh cũng vào, anh ngủ với mẹ, rồi nói chuyện với mẹ. Rồi anh cũng có chia sẻ với mẹ những cái suy nghĩ của anh và những cái gì mà mình cũng phải gánh chịu trong cái khoảng thời gian qua, để mà nói với mẹ là mình cũng chấp nhận cái điều đó, như cái điều mà cuộc sống thực tự nó xảy đến với mình phải chấp nhận thôi. Thường anh cũng nói với mẹ, ít ra bây giờ con thấy thoải mái hơn, con đã tìm được cái hướng giải quyết cho các vấn đề đó rồi. Rồi khuyên mẹ cũng phải chấp nhận cái thực tế đó. Thì sau đó là hai mẹ con mới hiểu nhau. Thì từ cái lúc mà hiểu nhau như vậy rồi thì anh lại càng có thêm cái động lực để mà mình nâng tầm cái cuộc sống của mình lên. Thật ra anh là một người may mắn đó chứ. Bởi vì khi mà mình thất bại trong cuộc sống thì anh vẫn luôn có gia đình và cụ thể là có mẹ. Dường như là cái giai đoạn mà anh ở cùng với mẹ sau ly hôn á, thì mẹ là cái chỗ dựa tinh thần cho anh nó nhiều đến mức như thế nào, và anh nhận ra được cái điều đó nó cụ thể như thế nào? Anh nói thiệt luôn, bây giờ trên cái cuộc đời này, mẹ là người quan trọng với anh nhất. Lúc mà anh buồn nhất, lúc mà anh suy sụp nhất, đúng là anh chỉ có về với mẹ thôi.
nghĩa là mẹ không nói gì nhiều với anh, mẹ cũng không làm gì nhiều, mẹ chỉ đơn giản nấu cơm cho anh ăn, thấy anh bày bừa đồ dơ gom đi giặt, và làm cho cuộc sống của anh không phải lo về những cái việc đó nữa, để cho anh hoàn toàn tâm toàn ý lo cái việc anh kiếm tiền, anh đi làm. Anh hầu như không phải lo về tất cả những việc khác, thậm chí anh đi làm có mẹ ủi đồ cho anh, và anh cảm thấy như vậy là đủ rồi. Rồi đến khi nào anh cần chia sẻ thì mẹ vẫn luôn ở đó, mẹ nghe anh, rồi mẹ cho anh những cái lời khuyên theo cái góc nhìn của mẹ, mặc dù đôi khi anh sẽ không làm theo đâu, nhưng mà anh chỉ cần như vậy thôi, anh chỉ cần được nói ra. Để lúc đó thực sự là mình không có ai để nói, anh không muốn chia sẻ cái điều này với ai hết. Nếu mà để nói một cái điều gì đó ở cái thời điểm hiện tại thì anh nói về anh như thế nào? Bây giờ anh đang cảm thấy anh rất là tự chủ, anh rất là chủ động, anh rất là thoải mái, rất là tự do trong tất cả mọi việc, trong cả cái việc công việc, sự nghiệp, và cả tinh thần của mình, về thời gian của mình cũng rất là chủ động. Anh cũng giữ được những cái thói quen như bình thường, là anh tập thể thao, anh đi đá banh, những cái đó nó cũng giúp ích cho anh rất là nhiều. Với lại may mắn là anh có một cái công việc mà công việc đó là anh đam mê nữa, và anh có thể vùi mặt anh vào cái công việc đó 24 tiếng một ngày. Có những ngày anh không ngủ, tại vì anh không ngủ được, anh phải làm, anh viết để đó cho mình, anh viết cho người ta, anh viết cho nhãn hàng, rồi anh cứ làm. Nếu mà nói vậy thì chẳng khác nào anh đang rất là sợ phải có một cái tình cảm mới. Đúng rồi, sợ. Anh giống con chim sợ cành cong quá. Chứ không ai thích đâu. Thôi bây giờ ra ăn cơm. Ok, ra ăn cơm.